Xin chào các bạn, hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái chảo xào nhân bằng điện và ga. Chảo xào nhân mà mình giới thiệu với các bạn ở trên đây là chảo xào nhân do Inox Thanh Hưng sản xuất cho khách hàng là bán quán cơm gà xôi mỡ. Thì chảo có kích thước là cũng do khách hàng đặt theo phong thủy, và dung tích của nó là khoảng 80 lít, với độ dày của chảo là 2,5 ly, cánh khuấy lệch tâm, vét sát thành, và có biến tần điều chỉnh tốc độ của cánh khuấy nhanh chậm. Chảo thì có thể lật nghiêng bằng tay quay, lật nghiêng 90 độ để chúng ta lấy nguyên liệu ra một cách dễ dàng. Thay vì phải sử dụng nhiều loại để chế biến cho món cơm gà xôi mỡ, thì một cái chảo xào nhân đa năng như thế này có thể là vừa rang gạo, vừa nấu cơm, vừa trộn tẩm gia vị và rang cơm, thì giúp các bạn là giảm tối đa chi phí và tiết kiệm nhiên liệu cũng như là không gian của quán. Và cái chảo mà các bạn đang coi ở trên màn hình đây là cái chảo phục vụ cho quán cơm gà xôi mỡ, nên là khách hàng yêu cầu là bên Inox Thanh Hưng là làm lắp đậy để phục vụ cho cái công đoạn là nấu chín cơm, giữ hơi để nấu chín cơm. Nếu như mà các bạn có nhu cầu về chảo xào nhân hay là máy trộn hay là tủ hấp cơm, nồi nấu rượu, hay là bất kể một cái sản phẩm nào được gia công từ Inox, thì hãy liên hệ với Inox Thanh Hưng qua hai số điện thoại ở trên màn hình, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng, địa chỉ 163/8 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Inox Thanh Hưng thì các bạn sẽ nhận được giá trực tiếp tại xưởng, không phải qua bất kỳ trung gian nào. Cảm ơn các bạn đã xem video của Inox Thanh Hưng. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn.